Cảnh giác sập bẫy các hình thức lừa đảo trực tuyến, phần 1. Các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, người dân cần có kiến thức để nhận ra chiêu trò. 1. Giả mạo nhân viên sàn thương mại điện tử uy tín như Lazada, Tiki, Shopee, lừa tuyển cộng tác viên, dẫn dụ nạp tiền làm nhiệm vụ, nhận hoa hồng, cuối cùng đối tượng biến mất với số tiền nạn nhân đã nạp. 2. Gọi điện tự xưng là cơ quan chức năng như công an, viện kiểm soát, nhà mạng viễn thông, thông báo vi phạm và yêu cầu chuyển khoản. Để lấy lòng tin, kẻ mạo danh đọc cả số hiệu ngành, thông tin căn cước công dân, khiến nạn nhân làm theo yêu cầu khẩn cấp. 3. Cuộc gọi đầu số quốc tế, nạn nhân sẽ bị trừ tiền khi bắt máy mà không biết. Giả mạo nhân viên bưu điện nói rằng có bưu phẩm nước ngoài và cần cọc trước một số tiền để nhận. 4. Chiếm tài khoản mạng xã hội, gửi tin nhắn lừa đảo cho bạn bè, người thân nạn nhân. Giả mạo trang cá nhân, tài khoản người dùng trên Facebook, Telegram, Zalo, lừa sử dụng dịch vụ hoặc đầu tư. 5. Ứng dụng, quảng cáo tín dụng đen xuất hiện trên trang web, gửi qua thư điện tử rác, tin nhắn SMS, mạng xã hội, biến nạn nhân thành con nợ, kêu gọi đầu tư tiền ảo crypto, đầu tư đa cấp, đầu tư nhị phân, đầu tư forex. Hãy chia sẻ để bảo vệ gia đình, bạn bè và người dân Việt Nam khỏi các rủi ro từ không gian mạng.